Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thành phố tính siết xây các công trình tập trung đông người như chung cư, cao ốc với điều kiện không gây kẹt xe, mới cho triển khai nhưng lúng túng vì chưa có quy định. Là tuyến huyết mạch cửa ngõ phía Nam thành phố, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, Nhà Bè, nhiều năm qua trở thành điểm nóng, ùn tắc khi mật độ nhà cao tầng xây dựng dày đặc hai bên. Trên đoạn dài khoảng 4 km từ chân cầu Kênh Tẻ đến khu vực Nhà Bè, hàng chục cao ốc chung cư san sát nhau, quy mô hơn 100.000 căn hộ. Phần lớn công trình nằm gần mặt đường, gây sức ép lớn đến giao thông khi thu hút hàng chục nghìn người qua lại mỗi ngày. Giờ cao điểm, ô tô xe máy nhích từng chút, nhất là đoạn qua nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh vì nơi này đang thi công hầm chui. Tại thành phố Thủ Đức, đường Mai Chí Thọ và Nguyễn Thị Định gần nút giao An Phú cũng dày đặc chung cư, cao ốc. Trong đó nhiều dự án như The Sun Avenue, Brescia, Santana, quy mô hàng nghìn căn hộ đã đưa vào sử dụng. Hiện đại lộ Mai Chí Thọ đã cơ bản đầu tư hoàn chỉnh, nhưng tuyến Nguyễn Thị Định bề ngang chỉ 8 đến 10 mét nên khu vực này thường xuyên quá tải. Ngoài các trục đường chính, không ít cao ốc vẫn cắm vào những nơi hạ tầng đã quá tải, chật hẹp khiến áp lực giao thông càng tăng. Đơn cử như cửa ngõ Tân Sơn Nhất, đường Phổ Quang chỉ dài gần 2 km, rộng khoảng 8 mét nhưng có khoảng 15 cao ốc với hàng chục nghìn căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà cao tầng dày đặc, nhu cầu đi lại lớn khiến cửa ngõ sân bay vốn đã quá tải càng thêm ngột ngạt. Tương tự, nhiều đường khác cũng đang gánh hàng chục cao ốc với số lượng dân cư liên tục gia tăng, như Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Bến Vân Đồn, quận 4, Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. Thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 1.400 tòa nhà cao tầng tập trung ở các quận nội thành. Theo Sở Giao thông Vận tải, từ trước đến nay khi triển khai dự án cao tốc, trung tâm thương mại, chung cư, cơ quan này dựa vào tính chất, quy mô, giao thông hiện hữu, đề nghị các bên xem xét trước khi duyệt chứ không thể yêu cầu ngưng. Đặc biệt, với dự án đã được chấp thuận đầu tư, duyệt quy hoạch, Sở tham gia giải quyết tình huống như đề xuất giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc theo điều kiện hạ tầng thực tế. Hai năm trước, thành phố Hồ Chí Minh đã dự thảo văn bản hướng dẫn đánh giá tác động kết nối giao thông khi xây dựng các công trình. Nội dung dự thảo được tham khảo từ nhiều nước như Mỹ, Nhật, Singapore và đã gửi các bộ ngành liên quan góp ý. Nhưng theo phản hồi của Bộ Xây dựng, đây là hướng dẫn thực hiện nên các nội dung cần dựa theo quy định hiện hành. Sau khi rà soát, thành phố nhận thấy chưa có quy định, trình tự, thủ tục cùng chỉ tiêu đánh giá tác động giao thông nên chưa đủ cơ sở ban hành hướng dẫn này. Vấn đề trên gây khó cho công tác quản lý bởi hạ tầng giao thông nhiều nơi chưa đầu tư đồng bộ, trong khi nhu cầu phát triển đô thị lại rất lớn. Thống kê đến cuối năm 2023, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt hơn 13%, kém khoảng 10% quy chuẩn. Mật độ đường giao thông đạt 2,34 km trên km vuông, bằng 1/5 quy chuẩn. Những chỉ tiêu này thấp hơn một số thành phố tương đồng như Bangkok, Singapore. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kẹt xe, ngập nước nhiều khu vực trên địa bàn thành phố là do phát triển đô thị và giao thông thiếu thống nhất. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm chuẩn hóa các chỉ tiêu, yêu cầu làm cơ sở đánh giá tác động giao thông khi xây các công trình tập trung đông người. Cụ thể, ngành xây dựng có thể dựa trên hệ số sử dụng đất, chỉ tiêu dân số, tầng cao đã được quy hoạch làm căn cứ cấp phép cho các dự án. Về nguyên tắc, vấn đề này không sai, nhưng thực tế, nhiều công trình lại đi trước giao thông. Ông ví dụ một con đường đang quá tải, chưa đầu tư mở rộng như quy hoạch nhưng vẫn cấm trên các công trình như chung cư, cao ốc làm tăng kẹt xe, ngập nước. Tình trạng này ngoài ảnh hưởng đời sống, đi lại của chính người dân sống ở khu vực đó còn khiến ngân sách thêm gánh nặng khi phải chạy theo đầu tư hạ tầng, tiện ích xung quanh. Ông nói thêm rằng, nếu những nơi đã quá tải, doanh nghiệp muốn đầu tư thì phải đóng phí xây dựng hạ tầng, hạn chế tối đa các hệ lụy có thể gây ra. Đồng quan điểm, tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, dù cho rằng hiện việc cấp phép cho các dự án chủ yếu theo hạ tầng tương lai, nhà cao tầng dày đặc, dân cư tập trung đông, nhu cầu đi lại lớn, trong khi hạ tầng hiện hữu chưa đủ đáp ứng, dẫn đến hệ lụy kẹt xe, ô nhiễm, ngập úng. Vì vậy, theo ông, những khu vực chưa đảm bảo đồng bộ thì hạn chế cấp phép xây dựng, đồng thời di dời các trường học, bệnh viện ra khỏi nội thành. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường, với hơn 10 triệu dân, nhu cầu phát triển đô thị rất lớn, đồng nghĩa tác động của các công trình với giao thông cũng rất phức tạp. Vì vậy, việc đánh giá tác động giao thông khi làm dự án tập trung đông người là cần thiết theo đặc thù ở thành phố. Bên cạnh đó, việc đánh giá tác động theo ông Cường cũng là một giải pháp tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp triển khai dự án.
Ông dẫn chứng nhà đầu tư muốn xây cao ốc 30 tầng để đồng bộ với công trình này thì đường phải rộng 30m. Tuy nhiên, đường hiện hữu chỉ rộng 10m, nếu thành phố chưa cho triển khai sẽ ảnh hưởng nhu cầu của doanh nghiệp. Lúc này, việc đánh giá tác động, xem xét mức độ đáp ứng của hạ tầng, tính toán phương án kết nối, nếu đảm bảo sẽ giúp dự án thực hiện sớm. Ví dụ như ở Thủ Thiêm, hạ tầng đã cơ bản xong, đường xá rộng rãi, nếu có dự án đầu tư thì việc đánh giá tác động rất dễ. Nhưng nhiều khu vực khác, hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh mà cần lộ trình triển khai, ông Cường nói. Cũng theo lãnh đạo thành phố, những nơi chưa đồng bộ thì cần đánh giá tác động giao thông để đảm bảo an toàn, không gây ùn tắc. Nhưng để thực hiện thông suốt, cần quy định pháp lý rõ ràng. Do đó, thành phố đang đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các chỉ tiêu, phương pháp cũng như hướng dẫn thủ tục đánh giá tác động làm cơ sở triển khai. Trước mắt, việc đánh giá tác động đơn thuần là chủ đầu tư cung cấp thông tin như dân số, phương tiện, bãi đậu xe để ngành giao thông có dữ liệu và đưa ra giải pháp kết nối đồng bộ. Việc này không phát sinh thêm thủ tục đối với doanh nghiệp, nhất là khi thành phố đang muốn đơn giản thủ tục cho nhà đầu tư, ông Cường nói. Ngày 7 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn nhằm thay thế quyết định 60/2017. Tại hội nghị góp ý dự thảo, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá điều kiện tách thửa đất xây dựng mới, đất hỗn hợp phải căn cứ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không khả thi, gây khó cho người dân thành phố. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu. Theo báo VN Express đưa tin, trước đó sau 3 năm lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hoàn thiện dự thảo thay thế quyết định 60 nhằm phù hợp tình hình mới. Dự thảo cơ bản giữ nguyên điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp như quy định hiện hành. Tuy nhiên, điểm mới của dự thảo lần này, trường hợp tách thửa đất ở xây dựng mới, đất hỗn hợp gồm chức năng ở phải quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thay vì 1/2000 như quyết định 60. Theo quy định hiện nay, quy hoạch 1/2000 để lập các bản đồ không gian, kiến trúc, cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, kỹ thuật. Dựa trên quy hoạch này, chủ đầu tư sẽ lập quy hoạch 1/500 để chi tiết từng công trình, dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, điều kiện tách thửa đất phải căn cứ quy hoạch 1/500 là khó khả thi. Rõ ràng, việc tách thửa đảm bảo phù hợp quy hoạch tỷ lệ 1/2000, thuận tiện hơn cho người dân. Như vậy, thành phố nói ban hành quyết định mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân nhưng lại làm khó hơn, ông Hậu nói. Theo luật sư Hậu, quy mô một gia đình rất khó có thể lập được quy hoạch 1/500 và cũng không phù hợp với quy định của chính thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, ông đề nghị thành phố giữ điều kiện tách thửa như cũ, tách căn cứ vào quy hoạch 1/2000. Tương tự, bà Trần Thúy Trân, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh cho rằng yêu cầu tách thửa căn cứ vào quy hoạch tỷ lệ 1/500 là chưa phù hợp thực tế. Theo bà Trân, tại Bình Chánh, đất quy hoạch dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp rất nhiều, trong khi quy hoạch ở huyện chủ yếu lập ở tỷ lệ 1/2000. Nếu quy định điều kiện quy hoạch theo tỷ lệ 1/500 mới được tách thửa thì không giải quyết được mong muốn của người dân. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường nói rằng điều kiện mới rất khó thực hiện trong thực tế. Nếu dự thảo được thông qua, sẽ khóa nhu cầu tách thửa với đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp, không khác nào cấm tách thửa. Trả lời các ý kiến trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho rằng quy định mới ra đời là giải quyết nhu cầu thực tiễn của người dân và ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền. Với các trường hợp tách thửa đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang vẫn chiếu theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000. Ông Thắng cho biết, dự thảo bổ sung quy định tách thửa đất xây dựng mới, đất hỗn hợp có đất ở phải căn cứ tỷ lệ 1/500 để đảm bảo thành phố thực hiện được những dự án lớn, bài bản. Với nhu cầu tách thửa của người dân, thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn các quận huyện điều chỉnh quy hoạch, phân rã các loại đất, xác định đất ở để tách cho người dân, giữ lại các loại đất khác. Theo một số chuyên gia, luật hiện nay không có quy định về khái niệm quy hoạch đất xây dựng mới. Tuy nhiên, trong các đồ án quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh lại có tên quy hoạch dân cư xây dựng mới. Vì điều này, hàng nghìn hecta đất không thể tách thửa dù nhiều người mong muốn chuyển đổi mục đích để xây nhà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tại khu vực quy hoạch nhóm nhà ở trong các đồ án quy hoạch phân khu trên cơ sở của luật quy hoạch đô thị, trong đó quy định điều kiện về quy hoạch giao thông. Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao chủ trì hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
hoặc tổ chức triển khai, lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các ô phố có chức năng quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp để xác định vị trí đất ở cụ thể, làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng. Bạn thấy các ý kiến trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.